Cái trái vụ thì là anh tự nghiên cứu Bon ra ơi! hay là có ai Bon tư ơi! vấn kỹ thuật cho anh Trong không? trong quá trình thì lúc đầu là mình không phải là cái nhà nông chính thức mà làm xoài, nhưng mình khi chuyển xoài ra được cỡ mấy năm, từ mười mấy năm mình trồng xoài tới giờ thì cũng qua cái những cái lớp tập huấn rồi cũng mình theo dõi những cái chương trình rồi vừa rồi cái Điện Duyên Hải Nam Trung Bộ nó gì đấy cũng có đặt cái nền móng ở đây, là gọi là nó lấy từ một cái vườn này để làm ra một cái gọi là một cái kiểu như là một cái hồ sơ để mà truyền bá lại cho người ta, vậy coi như làm xài cái khoa học kỹ thuật là nó từ từ chỗ đấy Vâng. ra. Nhưng cái trái vụ thì lại phải cần những yếu tố như nào làm trái vụ? Nói chung là nếu trái vụ là phải biết hiểu khoa học kỹ thuật nhiều thì mới làm nổi cái xài này trái vụ. Chứ thông thường thì thay vì cũng như mình với ngủ bằng đêm thức bằng ngày, mình bắt nó cái ngủ ngủ ngày thức đêm đó, nó cũng khó. Thế thì cái tập huấn đấy thì là mình khi mà mình triển khai cái trái vụ này thì mình có phải nhờ đến các cái cán bộ khuyến nông không anh? Có chứ, đa số là mình đi dự các lớp tập huấn rồi mình đúc kết lại, rồi bà con nông dân mình ngồi lại làm những gì được thì mình bàn được, còn cái nào không được thì mình không làm. À, cũng có những cái như vậy mình đúc kết lần lần là mình đây là tương đối là làm được, nhưng mà cũng lệ thuộc thời tiết nhiều, nói chung là lệ thuộc chứ không được nói khoa học kỹ thuật là không đúng đâu, nhưng lệ thuộc thời tiết cũng nhiều lắm. Thế trong cái tổ trồng xoài của anh này thì có bao nhiêu cái hộ trồng trái trồng xoài nghiệp vụ như này? Nhưng mà chính thức cái trong trong đây thì hiện bây giờ hợp tác xã là chính thức vô xã viên á là được 32 người. Có được xin cái chỗ mà cái Đông Phương nó liên danh với hợp tác xã mình, nó xin được cái cốt mà để đi xuất khẩu á, rồi được vùng 2 cũng cho phép là hợp tác xã mình được quyền đi xuất khẩu. Nếu con tôi có theo cái tiêu chuẩn thì không anh, trồng theo tiêu chuẩn thì không ạ? Thì đương nhiên bây giờ là tiêu chuẩn là phải gáp, cỡ gáp thôi. Nhưng mà gáp thì bây giờ cũng đang tiến hành làm là cái bên trạm khuyến nông mình nè. Rồi ở ngoài sở có hỗ trợ, sở khoa học công nghệ cũng có hỗ trợ trong chương trình là làm cái gáp cho xã xoài. Hỗ trợ là hỗ trợ về cái gì ạ? Thì có một số ví dụ doanh nghiệp hỗ trợ thêm một tiếp phân thuốc, còn hai là cái mà truyền đạt được cái cách làm mà theo gáp thì hướng dẫn thì kiểu làm để tiêu chuẩn gáp. Cái gáp đấy thì trước đây anh trồng là không không theo tiêu chuẩn gì hết mà là trồng, và thế bây giờ so với trồng gáp bây giờ thì nó có cái gáp thì nó có khó khăn gì không ạ? Thì gáp thì cũng tương đối không có căng gì hết, cái thuốc nào mà nhà nước đừng cho cấm phun cấm xịt thì mình không xịt thôi. Còn những cái nguồn nước mình đừng lấy những cái nguồn nước mà mương nước suối rồi mình tưới, rồi cái sợi thì các quả lập này nó được cái khi mà mình đã xịt thuốc rồi mình bao trái là thời gian cách ly đã có rồi thì cũng tương đối là cũng dễ chứ không khó. Cái gáp khó. Thế cái khoa học công nghệ họ về đây hỗ trợ thì là hỗ trợ cho anh về cái gì, ví dụ như trời nắng hạn như này có sợ thiếu nước không ạ? Nước thì bây giờ là không thiếu, thì buổi đầu tiên là mình đầu tư phải lớn nhà lắm, đầu tư chứ ai hỗ đầu trợ tư lớn làm lắm, nhưng mà có cái là phải sâu rồi sở học Viện Duyên Hải Nam Trung Bộ có đặt cái mô hình ở đây làm coi như là bảo tồn cái giống xoài các quả lọc này nhưng trong mà 3 nói năm thì vô làm chứ 3 năm cái đổ hỗ trợ gì đâu đâu mà làm 3 năm thì tương đối là mình tiếp cận nhiều cái khoa học kỹ thuật thì nhiều à, thì cũng người nông dân thì cũng tay lắm trong vùng đâu có biết gì đâu, thì cho qua trong quá trình suốt gì rồi nên làm cái gì nó ra bông ra trái rồi cái đó là mình học được nhiều. Chứ ở đây có phải tưới tiết kiệm không anh? Đây là có tiết kiệm nước rồi là vườn đây vườn mẫu mà vườn điểm tưới phun mưa tưới hạn chế rồi tưới là sáng ví dụ như mình ngồi đây chỉ cần có hộp điều khiển là mình chạy cả chừng 15 phút là nước đây nó ướt hết, mà vừa rồi mình cắt cỏ chạy có cái là nước đó là chạy cỡ 15 phút mà nó lội cái giếng mình xuống cỡ nhiêu nước đây là nó đã đủ hết cái giường đây rồi. À thế tưới tưới đấy gọi là tưới gì ạ? Tưới tưới tiết kiệm nhưng mà theo cách là phun mưa à, ví dụ rồi Duyên Hải Nam Trung Bộ có vô làm mà tưới dòng ở dưới đất thế là mình cũng có cái hệ thống đường ống chạy hết cả có hết biết phun từng cả trăm cây từng cái triệu nha, trăm triệu đó đang nha. Thế ạ, à, đầu tư cả cả cái này là một người ống đồ đó phun đổi nhà hết trăm triệu đó, cũng nhiều khá là lớn tiền đấy chứ chưa nhỉ. tính tiền máy hệ điện ba pha nữa, vườn này còn 5-6 trăm triệu luôn, rào bờ rào tường chết đồ hết nhà bỏ nó hết. Thì nói đúng là ở nhà này lúc đầu là mình vô nhà nông mà mình đầu tư thì cũng dám ăn dám nghĩ dám làm lắm, Đúng không rồi ai cho dám làm à. đâu. Đó rồi.
các cái hệ thống bây giờ bếp phun bắt đầu mình cũng tự nghiên cứu, tự mày mò chế ra rồi cũng làm. Yeah. Cái mô hình đã thấy gì thì thấy mình làm đạt, người ta cũng khỏi việc nhiều. Thế cái điều khiển nước đấy là điều khiển bằng có thể là điều khiển có hai hệ, một hệ là tự động, một hệ là điều khiển bằng tay. Ừ. Chạy cơ tay thì mà bữa nay là mình chạy ẩm, đo theo độ ẩm thì mình không chạy được. Ví dụ như bây giờ sáng mình đang nó ẩm như vậy, rồi trưa cái bắt đầu nó khô, nó thiếu ẩm, nó bật nó chạy thì không được rồi. Xài đang có bông có đồ mà dưới lớp trưa anh bung lên chạy là không được rồi, phải bật cái hệ thống tay không. Ừ. Tay. Điều khiển tay. Thế còn bình thường là anh vẫn điều khiển bằng cái máy điện thoại thông minh này? À, điện thoại, nhưng mà ta bình thường là ở nhà nhiều hơn nên mình muốn điều khiển lúc nào thì mình ra mình ta chạy nên hợp lý. Ừ. Thế là cũng đỡ nhiều công đúng không ạ? Thì tính ra để nhiều công lắm chứ. Ví dụ như bây giờ mình tưới gọi là tưới tràn gốc á, mà tưới bây giờ sáng bây giờ mình mướn một cái công mà hiện giờ ở đây phải có 200.000 một ngày. Ừ. Mà mướn đi mở cái van á thì một ngày này cái giường này tưới giáp vòng cũng phải 3 ngày tưới mới xong. Ừ. Thì nổi cái 300.000 đó tính là lợi biết bao nhiêu rồi, 200.000 lợi. Ừ. Nói chung là được công nhận, được viện Duyên Hải cũng công nhận là cái mô hình mà tưới tiết kiệm mà gọi là đạt nhất. Vừa rồi ảnh cũng vô ảnh lắp các cái hệ thống tứ, nhưng qua lọc qua đồ là sau cùng cũng y xèo, cũng không có đạt cái hiệu quả, nó không đạt bắt chước đâu bên Sten gì làm. Thì cái xoài này thì nó trồng từ nhỏ đến lớn nó cho nhiễm một chỗ được. Ừ. Cái rễ nó tập trung tới đó là bắt đầu nó sinh trưởng lần lần ra thì được. Còn ở đây ảnh bây giờ cái xoài ta có sẵn vô anh hoàn thiện dần, anh làm thiếu nước không đủ. Ừ. À, không đủ. Ừ. Thế nó không đủ, nó không đạt. Thế là cũng phải từ kinh nghiệm mà đúc kết ra nó vẫn là tốt hơn đúng không ạ? Từ người nông dân. Vâng. Rồi cộng với khoa học kỹ thuật thì mình mới làm được cái thôi, nhà năm này tương đối gọi là làm được. Còn nhà mà nói liên kết vừa rồi có liên kết 4 nhà nhưng mà thiếu nhà trời nữa. Thì ổng mà không được đâu, công nhận thì không tính nổi đâu mà năm nào thất bại. Anh đâu có cái gì có bằng sáng chế cho anh. Có hai cái bằng sáng chế chứ. Vâng. Bạn bé này được sở là công nhận được coi như là thưởng nhận giải mà. À thế ạ. À? Cái hệ thống tưới này ạ. À? Riêng cái bé thôi. À, phun gọi là phun mưa. Mưa. À, tạo như mưa chạy lên là coi như là không phải bây giờ ra là mình chuyển bây giờ vườn lên là chạy được liền nè. Vườn dưới này hôm qua tại vì đào cái lỗ trồng cây xài cho nên câu cái bơm rời ra cho đúng ra chạy một lần là hết cái vườn này nè. Vâng, mà chỉ cần một cái giếng nước. Giếng, à. Giếng mà xuống cỡ nhiều nước này là đủ rồi nè. À. Sẽ không chạy là ướt hết. Không, nếu mà trồng lẻ tỉa trồng là gọi là ấy thì nhiều chớ nhiều người ta trồng trước lắm á. À, nhưng mà cái mô hình mà để mà trồng đúng cái tiêu chuẩn rồi xài theo cái kiểu mà hệ thống tự động rồi mình gọi là công nghệ đó thì mình là người tiên phong. Chứ còn xài thì người ta trồng ra trước đến nhiều chớ. Chứ không phải là người tiên phong mà bây giờ thành được cái vườn như thế này thì là còn là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật như thế thì để cho cái vườn mà nó được đến cái thời điểm này thì anh có thể chia ra thành từng giai đoạn là mình phát triển như thế nào để bây giờ thành được một cái vườn quy mô như thế này. Thì cái mà để phát triển mà đúng theo cái tiêu chuẩn thì bây giờ không biết làm sao chứ ngay lúc đó là khi mình bắt đầu trồng á thì ai cũng nghĩ rằng trồng giữa cái khoảng cách cây với nhau là nó quá xa, mình nghĩ là thời gian đó nó xa nó lâu thì nó là bỏ phí đi. À, ta trồng lại gần lại nhưng mình cái đầu tiên là mình phải dạn trồng cho cái độ khoảng cách nó xe ra để cái vườn nó thông thoáng hơn thì cái đó là một cái cách mà làm mà sau này cũng phải là đúc kết lại chứ trồng dày thì nó đạt lúc đầu nhưng mà sau lại nó không đạt là lý do nó cái cây nó nhỏ mà nó lại xích cành đi. Cái đó là một cái mà mình nói là bước đầu là phải dám trồng cho nó rộng ra. Nhưng mà tại sao anh lại quyết định là khi mà mọi người lại cứ bảo là thưa quá nhưng mà anh vẫn quyết định là trồng với cái mật độ nó thưa như thế? À thì mình cũng nghĩ theo cái bây giờ cũng hồi đó cũng biết thôi chứ không rành gì xoài lắm nhưng mà cái tiêu chuẩn mà trồng vuông rồi trồng theo cái mức độ nó cao chừng nào mình không có cho nó vượt quá rồi này kia nọ là mình cũng theo dõi bên cái chỗ khoa học kỹ thuật là nó nói bắt đầu nói sơ vậy mình cũng hình dung được nên mình cố gắng mình trồng theo kiểu đó cho nó thẳng hàng thẳng lối nó đẹp rồi sau này mình đi các hệ thống nước rồi nó cũng dễ hơn. Cái sau đấy thì bắt đầu tiếp tục về những cái giai đoạn như thế nào? Rồi cái thứ hai nữa là phải coi như chăm sóc thường xuyên. Nếu mà nói là cái xài cát hòa lọc này thì phải ngồi tại giường
mình phải coi chăm sóc tiền thân, nhất là những cái con bệnh mà ví dụ như bây giờ cái con ta kêu là cái con sóng tắc, con sấy sùng á, cái con nó con lại á, nó ăn dữ lắm, nó phá dữ lắm. Nếu một cái vườn xài mà đi đâu mà thấy một cái vườn xài cỡ 10 năm như gì mà còn như gì là biết là cái công chăm sóc dữ lắm đó. Nó rất là khó. Cái con lại, những cái con lại nó ăn là coi như là sơ ý một cái là chết cây, chết cây. Vậy thì từ khi mà xây dựng mô hình cho đến bây giờ thì có một cái thời điểm nào đấy khó khăn nhất không ạ? Và anh, gia đình anh vượt qua cái thời điểm khó khăn bằng cách nào? Thời điểm khó khăn thì chắc nhiều chứ, nhiều việc lắm. Thì nếu mà nói về xài thì cũng không đến nỗi nào mà thời điểm khó khăn, nhưng mà có những cái việc làm mà nhà nông mình thì biết rồi. Có được năm được mùa, cái năm mất mùa. Và cái thời điểm khó khăn nhất là những cái năm hạn, ví dụ như gì mà kéo chừng 2-3 năm thì cũng là cũng khó cho mình. Có cho mình tự vì cái lượng nước đồ này cái nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Cái khó khăn thì chủ yếu là thời tiết. Năm thì anh thu, gia đình anh thu nhập được bao nhiêu từ cái cây xoài cả? Thì nếu mà nói bình thường bình quân thì có năm nào có thì nó lại nhiều mà năm không có là ít. Bình quân nếu mà vườn xoài này mà mình làm mà ổn định thì một năm cỡ thu cỡ 400 năm. Trừ đấy, chưa trừ chi phí. Chưa. Chi phí nó cũng cao. Chi phí nó cũng cao. Thuốc men nó cũng cao, nhất là nghịch vụ. Vì ở chỗ là nó nghịch vụ là ví dụ mình bây giờ chỉ cần nó ra chừng 1/3 cây như gì là thay vì đúng vụ nó ra trùm cây thì 1/3 cây như gì mình đã đủ dư vốn là nó đây nè, nhất là cái nước xoài đây thì nó giá nó cao lắm. Bữa nay tới 70.000 ký thôi mà. Nên mà biết mình đạt như vậy năm vừa rồi đây thì đạt lắm. Cái xoài cát Hà Lộc này nó cũng không có cái, nó giữ giá đúng không ạ? Nó ổn định giá. Nó ổn định giá, rất ổn định giá. Nó không có cái giá nào mà tụt gọi là thấp lắm mà cũng không có cao lắm. Nhưng mà mình phải làm cho nó trái vụ ra, nó trái vụ là nó tránh cái miền Nam ra thì cái giá nó mới tốt. Chứ mà trùng cái giá miền Nam thì tại vì xoài ở đây mình chở vô trong đó nó xa quá, cái chi phí nó xa quá rồi vận chuyển xa quá là trong nó bằng ở dưới đó chở gần lên. Nhưng xoài đây đa số đi Sài Gòn là nhiều. Thì cái đầu ra của mình vẫn bán cho thương lái thế nào? Trước mắt là ở trong hợp tác xã mình đó, là đầu ra là trước đây bán thương lái. Nhưng vừa rồi mình có làm cái cốt đó là cho riêng xài Úc thôi. Cái xài bên xài Úc, cái lượng xoài Úc nó nhiều. Nên là lượng xoài mình đây Hòa Lộc thì ít. Nên cái hướng tới cũng tìm cho nó ổn định chứ cũng phải là hẳn là thương bán cho dừa. Tức là đây có cái loại thương lái thu mua nên mở dừa. Là mình ở trong cái tổ hợp tác xã của mình là trồng rất là nhiều giống xoài đúng không ạ? Đúng rồi. Hợp tác xã của mình có bao nhiêu thành viên ạ? Là 23 thành viên, 32 thành viên á. Là coi như là trong đó có xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc. Rồi đa số là xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, xoài Tây thì ít, ba loại xoài. Nhưng mà giờ đang tìm cái đầu ra được một mối là xoài Úc rồi. Là được người ta xuất khẩu, được ta cho công nhận hợp tác xã mình người ta xuất khẩu được. Là được một mối xoài Úc rồi, còn hướng tới là phải là Hòa Lộc, xoài Tây thì nội dung là bán cho các cái chỗ mình bán công ty công đồ thì nó được giá hơn. Thế hiện tại bây giờ cái hợp tác xã mình với những người trồng xoài nói chung thì cái khó khăn nhất là gì? Cái khó khăn nhất là bây giờ là cái bây giờ mỗi người nó mỗi ngành lắm. Bây giờ là cái bi xoài Úc á, thì làm dịp Tết, Hòa Lộc thì làm dịp tháng 6, tháng 7. Rồi xoài Tây thì đúng ảnh đúng vụ thôi, cái tháng 3, tháng 4 là anh có bán rồi. Thì cái khó khăn nhất là cái thuốc men mà coi như là chăm sóc mà bây giờ cái hướng mà hướng dẫn của nhà nước thế nào là cụ thể để mà hướng dẫn cho người dân cái loại nào xài được, cái loại nào không. Rồi phải kiểm tra hàng hóa nó có đúng, đây nhiều người nông dân ta lên tiếng dữ lắm. Thuốc thì bán không biết là thiệt hay giả, cái nhiều khi là đem về xì chỉ chỗ cũng không biết là phải thuốc hay không nữa. Có ai dám nếm thử đâu biết thuốc hay không. Nên cái đó cái khó khăn cũng bên cần nhất là cái bên khoa học kỹ thuật gì mà theo dám xác được cái đại lý bán thuốc là một mà. Rồi chuyển giao công nghệ mà xài cái loại như xài thuốc gì thì cái đó là yêu cầu nhất của hợp tác xã cũng như bà con anh em. Thì hợp tác xã cũng chưa lo được cái chuyện chưa lo là... được chuyện đó. Bây giờ nói chứ bây giờ là mướn một kỹ sư rồi gì đó phải đơn giản tiền, mướn một tiến sĩ rồi gì mà đâu phải gì. Nên cái đó cái khó. Đây cũng là bước đi cũng đầu tiên thôi, cũng
gặp nhiều cái khó lắm. Ở bên trạm khuyến nông mình cũng lâu lâu mở các cái buổi tập huấn rồi vậy, chứ cũng không kỹ sư gì cũng không lắm, có ông Huy ông đồ vậy thôi chứ có ai đâu nữa hơn. Chứ nhiều hợp tác xã là họ cũng đến tận các cái doanh nghiệp bán phân bón rồi là thuốc trừ sâu các thứ để họ liên hệ xong họ mua trực tiếp về để cho phục vụ cho xã viên, các thành viên. Thì bây giờ mình cũng yêu cầu là ví dụ như bây giờ hợp tác xã mở ra đầu tiên thì bây giờ cũng nhờ bên cái huyện rồi bên nhà nước mình cố gắng tạo điều kiện cho mình những kỹ sư nông nghiệp mà cỡ tầm cỡ phải giỏi thì về nghiên cứu rồi bắt đầu hợp tác xã mình mới hướng dẫn bà con người ta theo cái cách làm của các cái nơi mà có việc gáp sẵn rồi nên ta mình bắt chước mình làm theo. Nhưng mà phải có cái lúc đó có buổi đầu phải tạo điều kiện như vậy, định hướng nó tốt đi mới đúng hướng. Chứ còn bây giờ cái ra tìm ở chỗ này rồi chỉ cái loại thuốc này tìm chỗ kia chỉ loại thuốc kia. Thế cái tổ hợp tác trồng xoài, tổ trồng các cái tổ hợp tác của anh ấy thì hoạt động như thế nào ạ? Thì độc lập thôi, cái gì bây giờ bà con ta cứ lâu lâu cứ ngồi lại cái bữa nay sao xịt và trĩ nó không chết. Thì ông này nói như gì chết, ông kia nói xịt như gì không chết. Nên xài loại thuốc nào, rồi ai có làm trước chưa, nói rồi có làm trước rồi mấy anh em cứ mua đi. Cái này an tâm trong một tác xã mình trao đổi với nhau đi, thì qua cái kinh nghiệm gì.